Vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị gần xa. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã gần tối rồi nha cô chú anh chị. Thì trời cũng vừa mới mưa xong. Và ba mẹ của thầy cũng đang xúc cát để chuyển cái xe cát này ra phía sau bếp đó cô chú anh chị. Thì cũng tranh thủ xúc hết cái đống cát này để nghỉ không có trời nó tối. Thì cái nền phía trước này là đổ cát, là hiện tại bây giờ là thầy cũng đang bơm nước để lòng nền cho nó sau này cho nó đỡ lún cô chú anh chị. Thì là nếu như mình mà không bơm nước là trời nó nắng nó chai cái mặt trên nên là sau này là nó lún. Và hiện tại ở nơi cốc của thầy Thích Chinh Tấn là cái công việc hiện tại bây giờ là nó rất chậm, nói chung là không có người làm, mà công việc thì đang bộn bề đủ thứ, người làm thì không có, khoán cho thợ hồ làm cái tránh đến này thì tới bây giờ cũng đã hơn một tháng trời rồi nhưng mà cũng chưa đâu vào đâu hết. Thì hiện tại bây giờ thì công việc ở nơi cốc của Duyên Dị là đang đi vào cái giai đoạn hoàn thiện, mà phía bên thợ hồ thì thợ thuyền ít, còn cái công việc ngoài bên cái mà khoán cho thợ là cũng rất nhiều. Thì như bên chỗ thầy là người làm thì cũng không có, thì cũng chỉ có thầy rồi anh Minh Tâm, ba mẹ của thầy và chị Tư, thì nói chung là làm những cái công việc bình thường như xúc đất, hay là cái như làm cái công việc bình thường thì có thể là làm phụ được, còn những cái công việc mà đòi hỏi cái kỹ thuật ấy, ví dụ như là xây tô hoặc là làm sắt làm xiếc để làm lợp mái ấy, thì những cái công việc đó là phải cần thợ có tay nghề làm thì mới làm được những cái công việc đó. Mà mướn khoán cho thợ thì lại phải thêm cái chi phí để mà trả tiền công, thì nó tốn rất nhiều cái chi phí đấy. Nên là mong rằng ví dụ như là anh chị em cô dì chú bác mà có thời gian để mình làm cái công quả để mà góp phần xây dựng cái cốc của thầy, và mình hướng về bên Phật đó, thì mình bớt chút thời gian mình làm cái công quả tại cốc đó, cho nó nhanh xong cô chú anh chị. Thì Thành Trung rảnh hồi nào thì Thành Trung cũng mới lên đây để làm xâm, ví dụ như là được cái công việc gì thì Thành Trung làm xâm cái công việc đó, chứ không Thành Trung cũng không phải là ví dụ như là bỏ hết công ăn việc làm ở nhà để đi lên đây làm phụ với thầy được. Nhiều khi là Thành Trung cũng rất muốn lên đây ở trên đây như là làm 5-7 ngày, 10 ngày, nhưng mà cô chú anh chị cũng biết đó, thì mỗi người mỗi cuộc sống, đang còn phải lo gia đình vợ con đồ, rất nhiều những cái mà phải lo, nên là cũng không lên phụ thầy được. Còn nếu như là lên đây phụ thầy làm
rồi quay đoạn clip rồi đưa lên cho cô chú anh chị xem. Đấy. Thì cũng đó là cũng rất quý rồi. Còn như ý của thầy muốn là rước Phật về trước ngày rằm tháng tư, ngày lễ Phật đản nó cô chú nhị. Nhưng mà theo như thần trung nghĩ cái công việc rồi cái dở dang vậy á, thì chắc là rằm tháng tư là cô chắc cũng không xong được đâu. Đấy, vì là đang rất nhiều việc. Nhìn như vậy đấy đó, nhưng mà khi mình bắt tay vào làm là nó lâu lắm chứ nó không được nhanh đâu. Giờ mà muốn làm nhanh thì phải bỏ tiền ra để kêu thêm người, kêu thêm thợ về chỗ cốc của thầy thì làm mới nhanh được thôi. Chứ mà còn để cho người nhà mà làm như vậy thì chắc là vài ba tháng nữa thì may ra thì cái như cái xong được. Đây thì cô chú anh chị ở phía bên trong đây cái tam bảo này thì cũng đã cả một tháng rưỡi rồi, chỉ có xây được tường lên và lợp cái tôn vậy thôi thì mới ốp được cái gạch tường vậy. Đang còn biết bao nhiêu là coi như công là việc nữa thì cái xong xuôi được. Thì thần trung lên đây thì nhiều khi là nhìn vào gương mặt của thầy là nhìn thầy cũng rất buồn. Biết là thầy cũng đang suy nghĩ, thầy cũng đang rất lo lắng về công việc, nhưng mà cũng không biết coi như làm sao được. Đó. Thầy bơm nó chảy hết ở đây này, tràn chảy hết ở đây. Thầy phải dí cái vòi xuống, dí cái vòi xuống á, hết rút thì chả cần phải bơm nữa đâu. Vì cát mà nó no nước thì nó rút đầy cứng nữa. Còn đó là bơm nước hồ lên đó thôi. Ngay đâu nước dơ nước sạch mà mạnh vậy chứ. Đó thì những cái tâm sự mà thần trung nói lên đây có gì nhỉ? Thì mong rằng tất cả cô chú anh chị hiểu. Thứ nhất là hiểu cho thầy, thứ hai là cái như hiểu cho thành trung. Vì thầy cũng rất muốn làm cho nó nhanh xong. Nhưng mà cái kinh tế nói chung là giờ có đâu làm đấy, có đâu làm đấy coi như vậy. Như là giờ mà muốn thợ nhiều thì có như cái chi phí tiền trả công thợ thì nó cũng cao, nên là nó cũng cứ làm nhúc nhắc. Mà như theo thành trung nghĩ mà cứ kéo dài thời gian nữa là cái như càng kéo dài thời gian lâu là cái như chi phí nó lại coi như càng tốn càng cái như ấy. Là thì nói chung là cũng khó nói. Đôi khi lên mà thấy thầy vui á, thì mình cũng vui, mà thấy thầy buồn thì mình cũng thấy cảm thấy cái như rất buồn. Thế thôi, cái như thành trung chả biết nói gì hơn, chỉ mình trông sao là cái như công việc nó tiến triển thuận lợi.
Vâng, thì thầy Trung xin kết thúc cái video ở đây. Rất mong cô chú anh chị là cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái đoạn video vừa rồi của thầy Trung.